bánh mì là một món ăn đường phố được người nước ngoài liệt vào danh sách những món nhất định phải thử khi đến Việt Nam. Nhiều trang web về du lịch hay ẩm thực thế giới và cả các food blogger nổi tiếng thế giới đều phát cuồng với bánh mì Việt Nam. Mới đây, Tiger, một IAO Uber người Thụy Điển đã gợi ý top 5 bánh mì gây nghiện với giá chỉ 1 USD tại Sài Gòn khiến cộng đồng mạng trong nước và quốc tế vô cùng phấn khích. Đây đều là những tiệm bánh mì nổi tiếng Xà Thành và được nhiều người yêu thích. Bánh mì chảo Cô Lệ, nhắc đến bánh mì ở Sài Gòn thì chắc chắn phải kể đến bánh mì chảo Cô Lệ. Chính cách ăn vô cùng độc đáo, cũng hương vị không lẫn đi đâu được đã khiến quán của Cô Lệ lúc nào cũng đông khách. Du khách nước ngoài cũng tò mò ghé đến ăn thử bởi nó rất khác so với bánh mì kẹp mà họ thường thấy. Một phần đầy đủ ở đây có giá 35.000 đồng, tức là chỉ 1,5 USD. Tiger khá ngạc nhiên khi trong chảo có quá trời thứ nào là trứng ốp la, pate, phô mai, cá hộp, xúc xích, hành xào và một ít nước sốt. Điều khiến món này trở nên đặc biệt chính là có thêm cả cá hộp. Nghe thôi đã muốn thử liền cho biết, vì đây vốn không phải là thứ thường xuất hiện trong phần nhân của bánh mì. Việc bạn phải làm đó là cho tất cả nhân vào trong bánh và thưởng thức thôi. Địa chỉ 003 Lô D Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa 7:00, 14:00, giá bán 20.000, 40.000 VN. Bánh mì xíu mại 79. Đây là tiệm bánh mì xíu mại chuẩn Đà Lạt mà hội sành ăn Sài Gòn thường lui tới. Một phần ăn ở đây bao gồm một bát xíu mại nóng hổi ăn cùng bánh mì, chỉ có giá 18.000 đồng, tức là còn chưa đến 1 USD. Tiger rất thích thú với kiểu bánh mì chấm như thế này. Cách ăn của người Đà Lạt là chấm đậm bánh mì với nước dùng rồi cắn một miếng xíu mại mềm tan ra trong miệng. Ngoài ra, trong bát nước dùng còn có cả chả và da heo giòn sần sật. Nếu ăn được cay, bạn nên thêm một ít ớt chân vào nước dùng cho chạy vị nha. Địa chỉ 3/71/10 Thành Thái, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, mở cửa 5:00, 21:00, giá bán 15.000, 35.000 VN. Bánh mì Bùi Thị Xuân. Bánh mì ở đường Bùi Thị Xuân nổi tiếng với lớp pate thơm ngon, cũng bao gồm những nguyên liệu phổ biến giống các hàng bánh mì khác. Nhưng điều khiến bánh mì ở đây hấp dẫn thực khách cả trong và ngoài nước là phần pate mịn và sốt mây âu tự làm béo ngậy. Với mức giá trung bình chỉ 1 USD, bạn có thể kêu một phần bánh mì truyền thống như Tiger là đã ấm bụng. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng hương vị thì lại rất chì và này nọ. Ngoài ra, đến đây, đừng quên kêu thêm một ly sữa bắp thơm ngon ăn cùng bánh mì nữa nhé. Địa chỉ 122E Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, mở cửa 5:30, 1:00, giá bán 20.000, 35.000 VN. Bánh mì Hồng Hoa. Bánh mì ở đây được đánh giá là có độ giòn vừa phải, vỏ bánh không bị quá dai nhưng cũng không dễ vỡ. Các loại nhân cũng vô cùng đa dạng cho du khách thoải mái lựa chọn như heo quay, xíu mại, chả lụa, chăm bông, thịt xá xíu, chà bông. Bánh mì Hồng Hoa còn được yêu thích bởi hai loại sốt là mây Âu và một loại nước sốt cay thần thánh. Chiếc bánh mì heo quay mà Tiger mua chỉ có giá nhỉnh hơn 1 USD một xíu. Anh chàng tỏ ra vô cùng phấn khích khi thử chiếc bánh này và không quên dành lời khen cho cô bán hàng. Địa chỉ 62 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, mở cửa 8:00, 22:00, giá bán 16.000, 25.000 VN. Bánh mì 37. Nguyễn Rãi. Đã là fan của bánh mì hay là cư dân quận 1 thì bạn chắc chắn sẽ biết đến quán bánh mì thịt nướng Cực Hắc ở Nguyễn Rãi. Nói là quán nhưng thực chất đây chỉ là một xe bán bánh mì con. Rất nhiều người xếp hàng chờ mua được ổ bánh mì thơm ngon tại đây. Một ổ bánh mì thịt nướng hoàn chỉnh gồm có độ chua, rau mùi, thịt nướng và một yếu tố không thể không có là phần nước sốt cực kỳ đậm đà. Một chút mặn mặn xen lẫn ngọt dịu trong công thức nước sốt bí mật là một trong những lý do khiến bánh mì ở đây được người người nhà nhà yêu thích. Với giá chỉ 1 USD là, du khách đã có thể thưởng thức ổ bánh mì vạn người mê rồi.
Địa chỉ 37 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa 17:00, 19:30. Giá bán 16.000-22.000 VND LED Plus SOI.